Chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn cách chuyển tiền Viettel. Tức là chúng ta chuyển tiền từ số thuê bao này sang một số thuê bao khác. Rồi ok. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ các bạn cách chuyển tiền từ số thuê bao Viettel qua một số thuê bao Viettel khác. Rồi. Thì đầu tiên ta sẽ tạo cái mật khẩu cho chúng ta để chúng ta chuyển tiền. Đầu tiên thì chúng ta sẽ soạn tin nhắn là 136. Rồi. Ta tạo cái mật khẩu cho chúng ta. MK tức là mật khẩu. Thì phần này mình sẽ che đi phần mật khẩu của mình. Mình sẽ các bạn nhớ đặt cái mật khẩu là có 8 ký số. Ở đây mình sẽ đặt là 8 ký số. Rồi sau đó chúng ta sau khi chúng ta tạo mật khẩu xong thì chúng ta sẽ ấn gọi đi, ta sẽ gửi. Thì lúc này chúng ta chờ nó tạo cái mật khẩu cho chúng ta. Rồi ok, tạo mật khẩu thành công, mật khẩu của khách là rồi. Giờ thì mình sẽ sao chép cái mật khẩu của mình. Tiếp theo chúng ta vào phần điện thoại để chúng ta chuyển tiền. Ở đây mình sẽ chuyển tiền qua cái sim mạng của mình, tức là sim đó mình chỉ dùng để vào mạng. Rồi mình đầu tiên mình sẽ mở mạng sao 136 thẳng, sau đó chúng ta ấn gọi. Thì ở đây nó có 5 lựa chọn để ta lựa chọn. Một là chuyển tài khoản, hai là gửi yêu cầu chuyển khoản, ba là tặng quà lì xì, bốn là nạp thẻ hộ, năm là ra thử. Đây mình sẽ chọn số 1 tức là chuyển tài khoản. Rồi chúng ta ấn gửi. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập số điện thoại mà chúng ta cần chuyển. Rồi sau đó chúng ta ấn gửi. Ok, bây giờ mình sẽ nhập số tiền mình cần chuyển. Ở đây mình sẽ chuyển 10.000 đi. Đây, sau đó chúng ta ấn gửi. Tiếp đây chúng ta sẽ nhập cái mật khẩu chúng ta, mật khẩu mà chúng ta vừa tạo xong. Mình sẽ nhập mật khẩu ở đây. Mình sẽ che mật khẩu của mình. Rồi đây là mật khẩu mình, sau đó mình ấn gửi. Thì ngay lúc này nó sẽ thông báo chúng ta là quý khách đã chuyển 10.000 đồng đến số thuê bao 0386748378. Tài khoản của khách bị trừ 10.000 và 3.000 phí dịch vụ. 10.000 đồng là số tiền chuyển. Mình sẽ ấn ok. Ok, vậy là mình đã chuyển xong. Bây giờ mình sẽ vào cái ứng dụng quản lý wifi của mình để xem nó đã được nhận tiền chưa. Đây các bạn, đây 136 mình sẽ mở lên. Đây quý khách đã được nhận 10.000 đồng từ số thuê bao đây. Rồi ok, rất là đơn giản. Nếu các bạn thấy cái video mình chia sẻ hay hữu ích thì nhớ like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.